diện 15 ngày trong một chuyến du hành tại Hàn Quốc. Thì hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của người Hàn Quốc đứng ở góc độ du lịch Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo thử điểm thì Hàn Quốc có diện tích là 100.140 km vuông. Diện tích này thì theo sự so sánh của bản thân tôi thì nó còn khoảng 1/3 của Việt Nam. Việt Nam là 331.000, tức là bằng 1/3 của Việt Nam. Thì cái tên gọi của nó thì có bốn lý do cần chọn. Thứ nhất là gọi là Nam Hàn, thứ hai là Đại Hàn, thứ ba là Nam Triều Tiên và Hàn Quốc. Thì đó là những cái cách gọi khác nhau. Tuy nhiên chỉ cần có một cách gọi thì mình, người Việt Nam mình cũng có thể phát hiện ra người ta đang nói tới là Hàn Quốc. Thường thì bây giờ hiện tại người ta vẫn sử dụng cái từ Hàn Quốc nó nhiều hơn để phân biệt của Nam Hàn và Bắc Hàn. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 thì hiện tại là Hàn Quốc đang tiến tới kỷ niệm ngày quốc khánh là ngày 15 tháng 8 năm 1945. Cũng giống như Việt Nam, cái ngày quốc khánh là ngày 2 tháng 9 thì Hàn Quốc lấy quốc khánh là ngày 15 tháng 8 năm 1945. Đó là một cái thời điểm mà phân giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Và các bạn thấy trên phương tiện truyền thông thì hiện tại nó vẫn có một cái sự chia cắt từ đời tổng thống này có thể lên và mong muốn để kết nối lại giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Tuy nhiên có những người mà 50 năm, 60 năm vẫn chưa được gặp nhau, gọi là đoàn tụ giữa hai miền Nam Bắc. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trở lại công việc. Hôm nay là tôi đang đứng ở một cái góc đường ở một thành phố Daegu. Thì hiện tại thì các bạn có thể thấy được rằng là người tôi đã từng đi Singapore và tôi thấy cuộc sống Singapore thì tốc độ của người trẻ và họ đi qua đi lại rất là nhiều, tốc độ di chuyển nhanh. Còn Hàn Quốc thì cũng nhanh, nhưng có lẽ là theo quan sát của tôi là họ không có giống như mình, tốc độ họ vẫn rất là chậm. Quý vị và các bạn xem nhé, một cái tốc độ một cái người trung bình thì không gọi là không nhanh lắm. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái tốc độ một cái người Hàn Quốc bình thường họ không nhanh lắm, bạn thấy không? Một cái em đang chờ xe băng qua và ở bên kia có một cái nhóm người đi một cái tốc độ rất là bình thường. Tôi cũng không biết là mục đích của họ là đi đâu, tuy nhiên rằng là tôi cho rằng là người Hàn Quốc thì tốc độ họ đi cũng vừa phải. Nếu không vì công việc thì tốc độ họ đi cũng nhanh hơn người Việt Nam mình một chút xíu thôi. Trở lại vấn đề là người Hàn Quốc họ có tập thể dục buổi sáng hay không? Thì qua một vài ngày đến đây quan sát thì tôi thấy họ, đối với những người già thì họ có những cái chiếc xe, tại vì địa hình dốc và lồi lõm chứ không phải đồng bằng như Việt Nam, cho nên thường thì họ có một cái chiếc xe đẩy để mà họ đẩy, thứ nhất là họ đẩy đồ, thứ hai nữa là họ sẽ làm một cái phương tiện để giống như người Việt Nam mình có một cái cây gậy vậy các bạn. Theo số liệu quan sát của tôi ở trên báo chí thì năm 2007 thì chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư 1.124 địa điểm để cho người Hàn Quốc có khả năng vận động. Thì địa điểm vận động bao gồm xuống tất cả các phường, xã, phường, quận và thành phố, và thành phố trong 1.124 nơi. Thì thường thường người ta sẽ thấy có những cái nơi mà ví dụ như bây giờ Hàn Quốc cứ chia ra là phường này đến phường kia đi bằng taxi thì khoảng 10 phút, xe điện và bố trí xe điện ngầm thì ở tốc độ di chuyển để khuyến khích người dân Hàn Quốc vận động. Các bạn có thấy không? Có một cái chị, có một cái chị ở phía bên kia đường,
chị chạy xe không vội vã lắm. Và tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở bên này đường. Đây, bạn thấy đây, bên này đường người Hàn Quốc họ trồng hai cây những cái luống hoa hồng, từng cái loại hoa rất là đẹp. Đây, các bạn sẽ thấy những khóm hoa rất là đẹp, những khóm hoa hồng, những khóm hoa hồng. Đây, một bông hoa cho quý vị và các bạn xem nha. Và dải dài suốt đó là những cái luống hoa. Các bạn thấy không? Những cái khóm hoa. Và để làm dịu đi con mắt của trong một cái ngày mệt nhọc. Và phía trước chúng ta đang thấy đó là những người mà chờ xe buýt. Họ chờ xe buýt. Chúng ta quan sát một cái chị người Hàn Quốc tốc độ họ đi. Thật ra cũng đâu có nhanh lắm không quý vị và các bạn. Mình cứ coi phim Hàn mình thấy tốc độ họ di chuyển rất là nhanh. Nhưng mà theo quan sát của tôi trong hơn 10 ngày nay thì tôi thấy cái tốc độ họ di chuyển là không nhanh lắm. Và phía trước chúng ta thấy đó là một cái trạm xe buýt. Tôi sẽ đến và quay cho quý vị và các bạn cái trạm xe. Xe buýt để chờ. Trước đây thì tôi cũng có làm một cái video nói về cái những cái trạm xe buýt. Thì hôm nay tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cái trạm xe buýt. Thì đây là một cái trạm chờ xe buýt nhỏ. Cho nên bạn thấy không? Ở đây nó có một cái bảng điện. Thưa quý vị và các bạn, là ở Việt Nam thì tôi không có đi xe buýt. Tôi sẽ quay lại cho các bạn xem. Tôi không có đi xe buýt cho nên tôi cũng không có rõ là đây tôi quay cho các bạn xem. Đây là một cái chuyến xe buýt. Thì cái chiếc xe sắp tới nó là số 11. Sắp tới nó là số 11 và mình chờ cái thời gian chờ. Và đây là một cái bảng hiệu. Đây là một cái bảng xe điện. Thì như những cái lần trước thì tôi nói rằng là ở Hàn Quốc, ở thành phố Daegu có 3 có phương tiện xe điện màu vàng. Các bạn thấy không? Đây là những cái điểm đến. Xe điện này cái tuyến số 3. Và đây là những cái điểm đến. Thì theo như chị tôi nói rằng là đây, quý vị và các bạn sẽ thấy là mỗi một cái điểm đến nó cách nhau là 2 phút. Và cái phương tiện này một lần đi thì nó vào khoảng hơn 1.000 đi thì rất là tiện lợi. Tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn xem một cái cách đi xe điện ngầm Hàn Quốc. Thì đây là một cái tuyến xe màu vàng và nó có một cái tuyến xe màu đỏ, cái tuyến xe điện màu đỏ và tuyến xe điện màu xanh nữa. Thì do tôi là ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên tôi ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên tôi thấy hiện tại là phương tiện giao thông ở Việt Nam đang có một cái làm cái đường xe điện ngầm ở ngoài xe điện ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi cũng không biết cho tới khi nào thì khánh thành. Cho nên
Cho nên hy vọng rằng là trong một cái tương lai gần, các bạn sẽ biết cách, cũng giống như Singapore, cũng giống như Đài Loan thôi, thì chúng ta sẽ biết cái cách thế nào là đi xe điện ngầm. Phần kết một cái chương trình này thì tôi cũng mong muốn đem một cái thông điệp hữu ích trong một cái việc du lịch mở mang kiến thức. Và tôi cũng muốn quay lại cho quý vị và các bạn thấy những cái hình ảnh thật về cái chuyến đi du lịch, cũng như những cái chuyến đi du lịch mà hữu ích, quay lại cho không những bản thân tôi mà cho nhiều người cùng xem cái video này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích thì có thể like hoặc comment ở dưới để tôi có một cái động lực để tiếp tục làm những cái video khác cho quý vị và các bạn xem nữa nhé. Xin trân trọng cảm ơn.